Mary Santina Collins là một cô bé đặc biệt được sinh vào tháng 7 năm 1999 tại thành phố Charlotte, tiểu bang Bắc Carolina của Hoa Kỳ. Sở dĩ nói cô bé đặc biệt bởi vì từ nhỏ, Mary đã phải đối diện với những căn bệnh mà những đứa trẻ xung quanh cô ít ai gặp phải. Và hơn thế nữa, cách mà Mary đối diện với chúng càng mạnh mẽ đến mức khiến người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi Mary chào đời không lâu, mẹ Mary, cô Casey Del Pezzo, đã đi làm xa để kiếm tiền nuôi gia đình. Mary được gửi đến sống với bà ngoại là bà Mia Anderman. Tưởng rằng thiếu vòng tay mẹ đã là một thiệt thòi quá lớn đối với cô bé có mái tóc xoăn đáng yêu này. Thì năm Mary 3 tuổi, bà ngoại phát hiện ra Mary có vấn đề trong việc nói năng, liền đem cô đến bệnh viện để khám. Sau đó mới biết Mary có một khe hở dưới niêm mạc, buộc lòng phải phẫu thuật để cải thiện tình hình. Quá trình chữa trị diễn ra hết sức khó khăn. Mặc cho bác sĩ cũng quan ngại sau khi phẫu thuật xong thì Mary chưa chắc đã có thể nói được, thì gia đình Mary cũng không còn sự lựa chọn nào khác, buộc lòng phải thử, vì đó là tia hy vọng cuối cùng để Mary có thể nói chuyện. Đến năm 6 tuổi, bằng tính cách sôi nổi bẩm sinh và kiên trì tập luyện, Mary đã có thể nói chuyện khá rõ ràng. Dù vậy, việc nói của Mary nếu so với người bình thường thì vẫn chưa tốt lắm. Cô nói chuyện chậm rãi, nhỏ nhẹ, mà không thể nói chuyện quá to. Vì vậy, bà ngoại luôn ở cạnh cô vì lo sợ rằng nếu có chuyện gì xảy ra, Mary sẽ không thể nào hét lên để nhờ bất cứ một sự giúp đỡ nào. Thế rồi cay đắng thay, cuộc đời Mary lại thêm sóng gió khi cũng trong những năm tháng tuổi thơ này, Mary còn bị phát hiện mắc hội chứng thiếu 22q, còn được gọi là hội chứng DJOG, một căn bệnh di truyền phổ biến thứ hai chỉ sau hội chứng Down. Nó cản trở khả năng đi lại của Mary, khiến cô gặp khó khăn trong các hoạt động của tim, miễn dịch và các cử chỉ hành vi. Khi người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt e ngại, Mary vẫn luôn cố gắng và nỗ lực. Chính những nghịch cảnh đã chuyển hóa thành động lực khiến cô thêm trân quý cuộc sống này. Đến năm 15 tuổi, do hội chứng thiếu 22q, nên khả năng nhận thức của Mary vẫn giống như của một đứa trẻ 10 tuổi. Cô cần một số trợ giúp từ gia đình như khi loanh quanh, mua sắm, đổi tiền lẻ, lái xe, vân vân. Bà ngoại chính là người đã làm những việc này, đồng thời luôn ở bên cạnh để hỗ trợ cô mọi lúc. Bà hỏi han, bà chăm sóc như thể bù đắp được phần nào cho cuộc đời cháu gái Mary. Thậm chí, bà ngoại còn tăng cường sự an toàn cho Mary bằng việc dùng gói chia sẻ cuộc gọi để họ theo dõi vị trí của cô, để đảm bảo rằng bất cứ khi nào cô gặp nguy hiểm, gia đình cũng nhanh chóng tìm thấy. Với tình yêu thương vô bờ bến của bà, Mary không chỉ vượt qua được cản trở của bệnh tật, mà còn tự tin thể hiện cá tính của mình. Cô yêu âm nhạc và có một đôi tai nhạy cảm dành cho nó. Cô thích chụp ảnh và cũng rất có năng khiếu về việc này. Đặc biệt, cô cũng cực kỳ mê trang điểm và nhuộm tóc. Tất cả tạo nên một Mary tự tin, đáng yêu, ngọt ngào và tốt bụng. Vượt qua bệnh tật, Mary cũng đi học như mọi người. Ở trường trung học, cô dần dần thích nghi và tìm được những người bạn khá thân thiện. Trong số đó có một người là Lê Vi Phạm. Cả hai thân nhau và chia sẻ phần lớn những bí mật trong cuộc sống của mình với đối phương. Sau này, Lê Vi Phạm bắt đầu quen một cô gái tên là Kelly Lavery. Trong các cuộc gặp của cặp đôi, thường khi Lê Vi Phạm sẽ rủ thêm cả Mary. Họ trở thành ba người bạn thân thiết kể từ khi đó. Đặc biệt là khi cùng là con gái, Mary và Kelly còn chung sở thích chụp ảnh và xuất hiện cùng nhau trong các khung hình. Tuy nhiên, dần dà Kelly bộc lộ tính cách khác và thể hiện rõ mình chẳng phải là một người bạn tốt. Cô bắt nạt bằng ngôn từ với Mary trên mạng xã hội trong nhiều tháng liền bằng cách đăng những bình luận ác ý như là: "Ew, không ai muốn cậu cả. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ muốn biến mất càng sớm càng tốt." Trước tình hình này, bà ngoại của Mary khuyên cô nên sớm chấm dứt mối quan hệ bạn bè độc hại như vậy. Thậm chí vào ngày 28 tháng 3 năm 2020, khi Kelly đặt một chiếc Uber đến nhà đón Mary đi chơi, bà Mia cũng đã ngăn chiếc xe Uber chở Mary đi. Thế nhưng Mary giờ đây đã là một cô gái 20 tuổi, dù sự hiểu biết và tâm lý chỉ mới ở tuổi 15. Mạnh dạn nói với bà ngoại trước khi đi:
Cô chỉ lên Uber đến khu chung cư Noda, cũng thuộc thành phố Charlotte, tiểu bang Bắc Carolina của Hoa Kỳ, để thăm Kelly, Lavery và Lê Vi Phạm, nên bà đừng có lo lắng. Với lại, khoảng nhiều tháng nay, Marie cũng thấy Kelly đã thay đổi và quan tâm mình nhiều hơn. Kelly trở thành cô gái dễ thương và đáng tin cậy, điều mà trước nay Marie vô cùng mong muốn. Với cách nhìn đời đầy hy vọng, Marie đã từng nhiều lần bao dung cho tính cách kỳ quái của Kelly. Kể cả lần này cũng thế. Cô tin rằng Kelly đã khác trước và đã trở thành một người bạn biết suy nghĩ hơn. Thế nhưng Marie không ngờ rằng chính niềm tin này sẽ dẫn cô đến một kết cục chẳng ai dám hình dung. Ngày 28 tháng 3 năm 2020, ngay buổi chiều hôm đó, sau khi Marie rời khỏi nhà, Thống đốc Bắc Carolina đã chính thức đóng cửa toàn thành phố do vấn đề COVID-19 có chuyển biến khó lường. Mối lo ngại của bà Mia dành cho Marie bắt đầu phát sinh khi cả thành phố rơi vào trạng thái căng thẳng mà bà gọi mãi lại không thấy cô cháu gái trả lời tin nhắn và cuộc gọi. Chợt nhớ ra, Marie nói sẽ đến nhà Lê Vi Phạm. Bà liền lên trang cá nhân Twitter của Lê Vi Phạm xem tình hình như thế nào. Mọi chuyện có vẻ đã không còn đáng lo nữa khi vài giờ trước, Lê Vi Phạm vừa đăng một đoạn video quay cảnh Marie cùng họ vui vẻ đi xuống lầu để nhận một món sushi được đặt giao tới. Ba người bạn, trong đó có Marie, có vẻ hạnh phúc nên điều này cũng khiến bà ngoại cô bớt lo lắng vì họ thấy Marie vui vẻ với bạn bè. Cảm giác an toàn mơ hồ đó được duy trì trong khoảng một ngày. Ngày 29 tháng 3 năm 2020, thời gian này có thể nói là đỉnh điểm của đại dịch. Thế nên ngoài việc phong tỏa đi lại thì các hạn chế ngày càng gia tăng. Vậy nên, bà của Marie quyết định rằng sẽ đi mua ít rau củ để chuẩn bị sẵn sàng nhà cửa đón Marie trở về. Bà bắt đầu bận rộn với việc dọn dẹp, đi mua sắm ở cửa hàng tạp hóa. Một việc rất khó trong mùa dịch và gây mất nhiều thời gian. Lúc này, bà chỉ bận tâm đến việc xem ngôi nhà đã dự trữ đủ thực phẩm, sẵn sàng để lúc Marie trở về thì họ có thể cách ly cùng với nhau. Ngày 30 tháng 3 năm 2020, đến chiều ngày 30, Marie vẫn chưa về nhà. Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết, bà Mia nhận ra có gì đó hơi kỳ lạ khi cháu gái không gọi cho mình. Ngược lại, bà cũng không thể liên lạc chút gì với cháu gái. Cảm thấy có một điều gì đó không ổn. Không đợi được nữa, bà Mia liền xin những cảnh sát đang canh gác đợt COVID-19 hãy cho bà được ra khỏi nhà để tìm cháu gái mình. Đây là một lý do hệ trọng. Vậy là bà đến thẳng chung cư Noda, gõ cửa căn hộ của Lê Vi Phạm và Kelly. Vừa đập cửa, vừa hét tên Marie. Kelly trả lời rằng, đúng là Marie đã ở đây, nhưng cô ấy đã rời đi vào khoảng 11 giờ sáng hôm nay. Thế nhưng, bà Mia thừa biết rằng Marie không thể mạo hiểm rời khỏi căn hộ mà không có điện thoại bên mình. Điều đó là vô lý, vì Marie không có khả năng chọn nơi đi lại như người trưởng thành thông thường. Thấy quá bất thường, bà Mia đứng đó la hét, gọi tên Marie liên tục. Cả Lê Vi Phạm và Kelly đều cảm thấy rất khó xử. Họ đành để bà nhìn lướt qua căn phòng phía trước của căn hộ, để bà tin rằng Marie thực sự đã rời khỏi ngôi nhà. Đến khi bà định đi thẳng vào nhà sau và xem phòng ngủ, thì họ đã không cho bà khám xét với lý do đó là không gian riêng tư trai gái. Thật bất lịch sự nếu ai đó xông vào và cố dòm ngó căn phòng. Bà Mia thấy cũng hợp lý, nên đành chấp nhận và rời khỏi căn nhà. Không bỏ cuộc, bà đã tìm kiếm bên ngoài khuôn viên căn hộ trong nhiều giờ, và cuối cùng quyết định gọi 911. Nhưng bà không gọi 911 để báo cáo việc Marie mất tích. Bà gọi để được giúp đỡ, để khiến cặp đôi trong căn hộ chào Marie cho mình. Bà vẫn tin rằng Marie nhất định đang bị họ ức hiếp, bởi bà tin chắc cô bé chẳng thể nào đi đâu mà không gọi cho mình. Dù vậy thì tiếc thay, cảnh sát không thể hành động ngay vì chưa đủ thời gian để lập án mất tích. Bà Mia nếu muốn báo án buộc lòng phải nộp đơn trình báo về người mất tích trước đã. Việc cảnh sát không hành động ngay và luôn đã khiến bà Mia vô cùng sốt ruột. Bà liền báo chuyện này cho mẹ của Marie, cô Cassie Del Pezzo, để cùng tìm cách giải quyết. Thế nhưng cả cô Cassie cũng chẳng còn cách nào khác, đành cùng bà Mia đứng trước cửa chung cư của Lê Vi Phạm và Kelly
để giám sát mọi thứ ra vào, liên tục cả ngày lẫn đêm. Mặc dù một thám tử đã đến nơi, yêu cầu hai mẹ con bà Mia ngừng quấy rối Lê Vi Phạm và Kelly, nhưng cả hai vẫn không bỏ cuộc. Một cảnh sát bên phía 911 lần nữa đến gặp bà Mia và cô Cassie khi họ vẫn đang đứng trước cửa nhà Lê Vi Phạm và Kelly. Anh bảo hai người hãy về nhà và đợi ở đó. Anh sẽ đến nhà bà để lấy lời khai và cử thêm một người khác đến căn hộ của Lê Vi Phạm để kiểm tra xem Mary có ở đó hay không. Dù đang rối trí và không muốn làm điều đó một chút nào, nhưng hai mẹ con bà Mia đành miễn cưỡng trở về nhà và đợi cảnh sát đến đón Mary và đưa cô bé về nhà. Tuy nhiên, khi nhân viên cảnh sát đến khu chung cư Noda để kiểm tra kỹ một lần nữa, thì họ không thể nào vào nhà. Họ gõ cửa căn hộ nhưng không có ai trả lời. Vì vậy, viên chức cảnh sát này không còn cách nào khác, đành phải rời đi. Cảnh sát đã thay mặt bà Mia nộp một báo cáo về người mất tích. Trường hợp của Mary sau đó được giao cho một thám tử điều tra. Ngày 31 tháng 3 năm 2020. Ngày hôm sau, khi thám tử Gaskin gọi điện thoại cho bà Mia, bà và cô Cassie một lần nữa lại đứng bên ngoài căn hộ của Lê Vi Phạm với hy vọng có thể tìm thấy Mary. Ông nói với bà rằng hôm nay có chút việc bận nên sẽ không thể đến cùng bà kiểm tra căn nhà. Dù vậy, bà Mia và cô Cassie không muốn rời khỏi khu căn hộ. Thám tử Gaskin không còn cách nào khác, đành khuyên cả hai rằng họ có thể gọi lại 911 xem sao. Hai mẹ con bà Mia nghe mà thấy vô vọng. Đứng đó nhìn, dù đoán biết phần trăm rất lớn là Mary bị mắc kẹt bên trong căn hộ, nhưng hai người phụ nữ này chẳng thể nào làm gì khác ngoài cảm thấy bất lực và vô vọng. Trong lúc bế tắc gọi 911, ngoại và mẹ của Mary nghĩ ra một cách khác. Họ tự giải quyết vấn đề bằng cách gọi cho người quản lý căn hộ. Người này nói rằng ông sẽ thử giúp đỡ bằng cách xem đoạn phim camera an ninh trong tòa nhà. Vào thời điểm Mary đã rời khỏi căn hộ, như Kelly đã nói, trong khi quản lý tòa nhà đang tìm kiếm đoạn phim đó, các nhân viên cảnh sát đã trả lời cuộc gọi 911 và đến trước căn hộ của Lê Vi Phạm một lần nữa. Nhưng kỳ lạ thay, lần này Lê Vi Phạm lại không cho họ vào. Vào thời điểm này, người quản lý căn hộ cũng được nhân viên 911 yêu cầu dừng tìm kiếm hoặc xem đoạn phim quan sát an ninh của chung cư mà không có yêu cầu cụ thể từ cơ quan chức năng. Phải chờ cho đến khi phía cảnh sát yêu cầu. Vậy là chút hy vọng cuối cùng của mẹ con nhà Mia cũng chẳng còn nữa. Ngày 1 tháng 4 năm 2020, đến ngày 1 tháng 4, đã 4 ngày kể từ khi Mary được nhìn thấy lần cuối. Khi thấy cảnh sát đang điều tra khá hời hợt vì cho rằng Mary không chỉ là một thanh niên 20 tuổi bình thường, chắc là đang chạy trốn để tìm kiếm cuộc sống độc lập, bà Mia cố cầu xin họ hiểu rằng Mary không thể tự ý bỏ đi. Bà van xin khẩn thiết, Mary sẽ không làm vậy. Chính xác hơn là cô bé không có khả năng làm vậy. Cô bé còn quá nhỏ so với tuổi trên giấy tờ của mình. Cô ấy cần giúp đỡ để hướng dẫn những vấn đề đi lại và việc tự ý đi đến nơi xa lạ mà không có sự trợ giúp là một điều không thể. Trong khi đó, cộng đồng đã cùng nhau tiến hành tìm kiếm Mary. Các tờ rơi đã được tạo và phân phát, các tổ chức đã được liên hệ, những người tìm kiếm có chó săn được thuê và các cuộc tìm kiếm các khu vực khả nghi lân cận đã được tiến hành. Họ đã nói chuyện với các chuyên gia buôn bán tình dục và sẵn sàng khám phá mọi khả năng để tìm thấy Mary. Những đứa trẻ trong dòng họ đều đã lên mạng xã hội để lan truyền tin tức đi khắp nơi. Trong lúc gia đình Mary đang nỗ lực tìm kiếm, cảnh sát thậm chí còn nói với một đài tin tức địa phương rằng họ không tin Mary đang gặp nguy hiểm. Nhưng bà của Mary hiểu Mary nhất. Bà linh cảm được rằng cô bé vẫn ở trong căn chung cư đó. Cô ấy không mất tích. Cô ấy đang ở trong căn hộ. Thế nhưng không ai lắng nghe tiếng kêu cứu của bà. Ngày 2 tháng 4 năm 2020. Cuối cùng vào ngày 2, đã 5 ngày sau khi Mary được nhìn thấy lần cuối, một nhân chứng đã gọi đến đồn cảnh sát 2 lần và khăng khăng nói: có một thanh niên tên James Salerno đã nói với tôi rằng anh ta đang dự tiệc với Mary và Levi và Kelly, rồi họ đã cô ấy trong bồn tắm. Tôi lại sát cô ấy và giấu cô ấy trong nhà, rồi xử lý nó sau khi lệnh giãn cách COVID-19 chấm dứt. Thám tử Gaskin đã nhận lệnh
tự mình đến gặp cặp đôi Lê Vi Phạm và Kelly theo lệnh của cảnh sát để tiến hành khám xét căn hộ. Anh ngồi trên ghế và phỏng vấn họ, rồi anh đi loanh quanh. Trong quá trình đó, anh nhìn vào tủ quần áo và các góc, thậm chí anh còn nhấc cả tấm đệm lên. Nhưng cuộc tìm kiếm không mang lại kết quả gì. Có vẻ dần đi vào ngõ cụt. Cho đến khi một nhân chứng thứ hai xuất hiện với thông tin rằng Marie vẫn ở trong nhà. Ngày 4 tháng 4 năm 2020, tối hôm 4 cũng là 2 ngày sau sự xuất hiện của nhân chứng đầu tiên, đã có thêm một nhân chứng thứ hai xuất hiện, khẳng định thi thể của Marie vẫn ở trong căn hộ. Chưa kể, vào thời điểm đó, chú của Marie đã liên lạc với giám đốc điều hành của khu chung cư, để rồi trong vòng 10 phút, họ có thể nhận được câu trả lời từ đoạn phim an ninh. Dù một số đoạn phim đã bị xóa vì bước sang tháng dương lịch mới, nhưng cuối cùng nó vẫn giữ được ngày quan trọng. Ngày 31 tháng 3 năm 2020, biểu thị đúng những gì mà gia đình Marie đã phán đoán ngay từ đầu. Không có đoạn phim nào cho thấy Marie rời khỏi căn chung cư Noda, nghĩa là cô vẫn còn ở trong căn phòng của cặp đôi đó. Cảnh sát lập tức trở lại căn hộ của Lê Vi Phạm và Kelly một lần nữa với lệnh khám xét. Lực lượng điều tra một lần nữa vào lại căn hộ và bị sốc khi phát hiện ra thứ có vẻ là một sự che giấu vô cùng tinh vi. Chỉ sau khi cắt tấm đệm trong phòng ngủ của Lê Vi Phạm và Kelly, họ mới bất ngờ phát hiện ra thi thể của Mary đã bị nhét sâu dưới lớp nệm dày của cặp đôi. Nghĩa là trong suốt một tuần qua, cặp đôi này đã sống cùng, ngủ cùng nhà với một xác. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Theo các tin nhắn văn bản giữa Lê Vi Phạm và Kelly, được biết cả hai từng rủ Mary tham gia vào một cuộc vui ba người. Tuy nhiên, Mary từ chối, và thế là chúng đã lập nên kế hoạch để giết cô. Đầu tiên, Kelly đứng ra lấy danh nghĩa bạn bè, hẹn Mary đến nhà chơi. Và khi Mary đến, chúng đánh thuốc mê cô bằng cách bỏ các thanh Xanax được sử dụng để điều trị rối loạn lo âu và hoảng loạn. Quá liều có thể gây mất ý thức, vào đồ uống của Mary. Đặt Mary vào bồn tắm và bắt đầu cầm hành cổ của cô. Theo báo cáo tại hiện trường, cơ thể Mary đầy các dấu hiệu bị chặt và hành. Chúng đã vào cơ thể yếu ớt của Mary ít nhất 133 lần và khiến cô chảy máu cho đến. Sau đó, bọc chặt thi của cô trong túi rác và băng keo, sử dụng xà phòng rửa chén và sữa tắm gia vị bí ngô để che đi mùi. Đến khi các lò xo trong nệm được tháo ra, chúng thẳng tay nhét của Mary vào đệm. Vậy có nghĩa là Mary vốn đã nằm trong chiếc nệm đó, trong căn hộ đó, kể từ khi có báo cáo mất tích đầu tiên. Đến lúc bà Mia đến tìm kiếm nhưng lại không được phép vào trong phòng ngủ. Và cả khi thám tử Gaskin dở tấm nệm lên mà chẳng tìm được gì. Nhìn cảnh tượng này và liên tưởng đến khoảng thời gian hãi hùng đó, thám tử Brian Graham của Sở Cảnh sát Charlotte, Mark Lambert cho biết: "Ngay cả những người đồng nghiệp của tôi đã bị sốc vì Mary đã bị che giấu kỹ như thế nào. Cô ấy đã bị giấu nhẹm bên trong tấm đệm." Khoảng 10 giờ tối ngày 4 tháng 4 đó, bà của Mary nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng chính quyền đang ở chung cư Noda, nơi ở của Lê Vi Phạm và Kelly. Qua điện thoại, bà Mia nghe có cả xe cứu thương ở đó, nghĩ rằng Mary đã được giải cứu và mang đến phòng cấp cứu địa phương. Bà Mia lập tức lao ra khỏi nhà, chạy đến phòng cấp cứu địa phương gần nhà, với hy vọng được nhìn thấy Mary còn sống và an toàn. Khi không tìm thấy Mary ở phòng cấp cứu này, bà lại chạy đến phòng cấp cứu khác để tìm. Trong lúc hớt hải chạy đi đó, một cuộc điện thoại khác lại gọi đến cho bà Mia và nói rằng bà đã hiểu lầm. Bà cần đến trước căn chung cư Noda và ở bên cạnh người thân của mình. Họ đã tìm thấy Mary. Nhưng đáng buồn thay, cô chẳng thể mở mắt và trở về. Bà của Mary khóc và nói trong hai hàng nước mắt giàn giụa: "Con bé không thể nói tốt. Nó không thể la hét như thế này. Nó không thể hét lên. Tôi nghĩ nó đã gọi tôi." Theo điều tra của cơ quan chức năng, Lê Vi Phạm, 23 tuổi, Kelly Lavery, 24 tuổi và James Saleno, 20 tuổi, đã thực hiện hành vi sát hại dã man Mary. Sau đó, James Saleno đã gọi người bạn thứ tư là America Deal, 18 tuổi, người mà anh ta mới gặp trên ứng dụng hẹn hò trực tuyến Tinder,
để giúp dọn dẹp tội ác. Bị bắt và xét xử. Sáng sớm ngày 5 tháng 4 năm 2020, sau quá trình khám xét, Lê Vi Phạm và Kelly Lavery bị bắt ngay tại nhà. Còn James Salerno bị bắt tại nhà ở khu đại học cùng ngày hôm đó. Cả ba đều bị đưa về trụ sở cảnh sát với lý do là mang tội danh người, bắt và không báo cáo cái chết. Người cuối cùng là America Teal đã trốn đến Colorado. Kelly Lavery. Kelly Lavery bị buộc tội vào ngày 21 tháng 4 năm 2022. Sau đó nhận tội và bị kết án từ 25 đến 32 năm tù. Sau khi Kelly bị kết án, bà ngoại của Mary, bà Mia, nói cô ta xứng đáng phải ngồi tù suốt đời. Gia đình chúng tôi đã bị sốc khi biết rằng các công tố viên không thúc đẩy án tử hình. Còn mẹ của Mary, cô Cassie, thì sụt sùi trong nước mắt. Tôi không thể hiểu được hành động của những kẻ giết con gái tôi. Thật đau lòng khi nghĩ rằng ai đó lại tàn bạo và hành hạ một người khuyết tật, nhưng lại rất ngọt ngào và đáng yêu như con bé. James Salerno. James Salerno cũng bị buộc tội vào ngày 21 tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, y từ chối nhận tội. Các bản ghi điện thoại cho thấy Salerno có mặt tại hiện trường vụ sát hại Collins trong và sau khoảng thời gian nó xảy ra. Ngoài ra, các công tố viên cho biết ứng dụng ghi chú trên điện thoại của James cho thấy nó bao gồm danh sách các vật dụng như thuốc tẩy và chất tẩy rửa từ thời điểm đó. Những vật phẩm mà sau cuộc điều tra tìm thấy đã được sử dụng để dọn dẹp hiện trường vụ án. Luật sư bào chữa của Salerno lập luận rằng không có bằng chứng pháp y nào buộc anh ta vào vụ giết người và nói rằng anh ta không có động cơ giết Mary. America Deal. Sau 2 tháng trốn đến Colorado, đến ngày 2 tháng 6 năm 2022, America Deal bị dẫn độ về Charlotte. America Deal, cô gái 18 tuổi, đã giúp dọn dẹp sau vụ giết Mary. Cuối cùng chỉ bị buộc tội che giấu cái chết và phụ kiện sau khi sự việc xảy ra. Nhưng cô ta từ chối nhận tội. Hiện tại, America Deal đang ở ngoài vòng pháp luật, sống với gia đình và phải đối mặt với rất ít hạn chế. Mối ràng buộc của America Deal lại là một tổn thương khác trong 2 năm thử thách đau đớn đối với gia đình Mary. Làm thế nào một người có thể tham gia vào một vụ giết người kéo dài khủng khiếp và lại được tự do? Lê Vi Phạm. 2 tháng sau đó, ngày 21 tháng 6 năm 2022, Lê Vi Phạm bị buộc tội, tuy nhiên cũng từ chối nhận tội. Vậy là cuối cùng, hai kẻ gây án là Lê Vi Phạm và James Salerno không nhận tội. Kẻ dọn dẹp hiện trường là America Deal cũng không nhận tội. Việc không sở hữu bằng chứng rõ ràng khiến sự việc rơi vào bế tắc. Được biết, chỉ khi nào một trong hai phía gia đình nạn nhân hay nghi phạm có động thái mới, đó là hoặc ba nghi phạm chấp nhận thỏa thuận nhận tội, hoặc là các công tố viên phía bảo vệ quyền lợi của Mary hủy bỏ cáo buộc để từ bỏ việc đi tìm công lý, thì vụ án mới được đưa ra xét xử. Giờ đây, mọi thứ vẫn đang trì hoãn và chưa được xét xử một cách công bằng. Trước những khó khăn trong việc tìm ra công lý cho cô con gái đã khuất là Mary, mẹ của Mary, cô Cassie, nói: "Thật khó để chấp nhận rằng tôi không có tiếng nói trong việc đòi lại công lý cho chính đứa con của mình khi nó đã bị tra tấn và giết hại dã man, trong khi con bé là người ngọt ngào nhất. Sự thật này quá khủng khiếp với tôi, và tôi thậm chí không có tiếng nói để đòi lại công lý cho con tôi nữa. Đó là một cảm giác rất bất lực." Và có lẽ trong những phát ngôn sau cái chết của cô con gái xấu số Mary, câu nói ám ảnh và đau lòng nhất của cô Cassie Del Pezzo chính là khi nó được cất lên đầy nghẹn ngào sau một phiên tòa đầy mệt mỏi. "Là một người mẹ, tôi cảm thấy không có gì hoặc không có mức án nào làm tôi hài lòng. Mỗi ngày tôi đều phải nghĩ xem mình còn phải sống tới bao nhiêu ngày nữa, vì tôi phải tồn tại những ngày đó mà không tài nào được gặp lại con gái mình."